Cơn học nhìn
lại hiểu và thương. Lắng lòng nghe, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta cùng nhau làm lễ tưởng niệm ngài Đức Phật đản sinh. Thì mỗi năm chư tôn đức hay là quý thầy nói chung nhắc nhở chúng ta cái ngày lễ, cái ý nghĩa của ngày lễ Phật đản này. Và như thường lệ thì Pháp Hòa cũng hay nhắc ý nghĩa lễ tắm Phật, gọi là chúng ta dùng hương, dùng hoa, dùng nước để tắm trên thân tượng của Phật. Thì trong Phật giáo hay lấy biểu tượng qua những cái hình thức, tức là chúng ta lấy hương, lấy hoa, lấy nước là tượng trưng cho hương giới hay là định tuệ. Nói chung nước là định, hoa là niệm, Đức Phật là tượng trưng cho trí tuệ. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có cái trí tuệ sáng suốt, nhưng bởi vì chúng ta đau khổ khi chúng ta phủ lên trên cái trí tuệ đó một lớp bụi phiền não, lẽ ra chúng ta là người sống an lạc, thanh tịnh, nhưng bởi vì chúng ta phiền não cho nên chúng ta bất an. Và hôm nay chúng ta lấy nước này để tắm dội, tức là để tẩy đi những cái phiền não, thì lúc đó trí tuệ sáng suốt hiển hiện trong cuộc sống của mình. Ngày xưa cái lễ này người ta gọi là lễ mộc dục, bởi vì chữ mộc dục là tiếng Hán có nghĩa là tẩy rửa. Thí dụ như là người ta, xin lỗi, người ta đi tắm, người ta cũng dùng cái từ là mộc dục. Nhưng mà mình mộc dục ai? Mộc dục Phật. Cho nên mình nói là mộc dục Phật, có nghĩa là tắm Phật. Và cái lễ này được kết hợp do chư tổ sáng chế như là một ý nghĩa nhắc nhở chúng ta. Mà sau này
nó như là một cái ngày hội, cái ngày lễ. Và mỗi lần chúng ta nói đến lễ Phật đản thì ai ai cũng nhớ là dù lớn dù nhỏ người ta đều làm một cái lễ tắm Phật. Phật là tượng trưng cho trí tuệ, nhưng cái trí này lâu ngày không có được chùi rửa cho nên nó mê mờ. Hôm nay phải lấy cái sự thực tập của niệm, của định. Định là nước, niệm là hoa hay là giới. Chúng ta dùng hai pháp này để làm cho trí tuệ soi sáng. Cũng giống như mình nói á, tôi muốn nhớ kinh, sao tôi thấy người ta nhớ kinh giỏi quá mà tôi tụng hoài tôi không thuộc, là bởi vì mình không có cái trí của mình, cái trí tuệ của mình bây giờ nó đầy, nó chứa cái khác chứ nó không có chứa kinh. Cho bây giờ muốn á, là bắt đầu phải tẩy bớt đi cái chuyện gì buồn phiền của người khác á, mình bỏ bớt thì nó mới có chỗ trống. Mà hãy có chỗ trống thì kinh điển mới nhớ, còn không thì học kinh hoài học không nhớ. Tuần nào cũng đi chùa tụng cái bài nguyện ngày an lành, đêm an lành, nó tôi thích cái bài đó lắm, tại vì cái bài đó cầu an. Nhưng mà hỏi thuộc hết 4 câu không? Ai tụng tôi tụng theo chứ biểu mình tôi tụng lộn. Không biết là ngày đêm an lành hay đêm ngày an lành. Không? Rồi có một lúc đó thì mình tụng là đêm ngày sáu thời thường an lành. Cái câu thứ ba phải tụng là đêm ngày sáu thời thường an lành. Thì cái câu thứ tư là tất cả các thời đều an lành. Thì nó mới theo cái thứ tự như vậy. Thấy không? Và nếu mà hai câu là chữ đều hết thì nó không hay. Thấy không? Tất cả các thời đều an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành thì nó hai cái chữ đều nó trùng. Cho nên là đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Chỉ có một chữ đó thôi mà mỗi lần vô tụng là thế nào cũng có người tụng trật, thế nào cũng có người đều với người thường. Thành thử chỉ một chữ thôi. Hay là không khi mà chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh, mình tụng hoài mà mình không có nhớ là cố tâm vô quái ngại hay là cố tri bát nhã, tại vì mình tụng mà mình không có để tâm, là cái định nó thiếu. Miệng thì tụng nhưng mà định không có, cho nên trật, tụng trật không nhớ. Nhiều người mà người ta có cái niệm trong khi người ta tụng, có cái định trong người ta tụng là ta nhớ liền. Nãy giờ mình mới tới đoạn này thôi là cố tri, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại. Một lát nữa mới tới cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú. Bởi vì trong bài Bát Nhã Tâm Kinh cái đoạn đó nó có hai chữ cố, mà mình không có tụng mà không có một cái bằng một cái định lực á là mình không nhớ cố gì đây. Hoặc là mình tụng họ thành quá cố đâu. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Rồi ngay cả tụng chú Đại Bi, cái chỗ mà na ra cẩn trì ta bà ha, rồi một lát nữa na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha, một bài chú Đại Bi có hai câu na ra cẩn trì mà không để tâm trong khi tụng là cũng sẽ tụng lộn. Rồi bao nhiêu lần ta bà ha gần cuối Maranarata bà ha tất ra tăng a một khê dạ ta bà ha, mình tụng hồi mà không biết hai cái chỗ nào rồi. Là thành thử trong khi mình tụng mình thiếu cái niệm. Thấy không? Niệm định tuệ là ba cái như là một cái lư hương á, nó ba chân vậy đó, mà gãy một chân thì lư hương đứng không vững. Sở dĩ chúng ta chưa vững chãi trên đường tu là vì niệm định tuệ chúng ta chưa đầy đủ. Cái định của mình á, nó không đủ. Thí dụ như người ta khen, hồi nãy mình đang bình thường, một tiếng khen, một tiếng chê của người ta là cái trái tim mình nó đã đập khác rồi. Người ta chê là trái tim mình đập mạnh hơn, mà đập mạnh theo kiểu phiền muộn. Rồi người ta khen mình á, mình cũng đập mạnh hơn, nhưng mà trong đó nó có một chút vui vẻ, phấn khởi. Cho nên mình mất cái thăng bằng. Cho nên các vị thường nói, bạch ngài, thế nào là tu đạo? Các ngài thường nói với chúng ta, giữ tâm bình thường là tu đạo. Bởi vì cái khen và cái chê nó chỉ là một cái tiếng thôi, nhưng mà nó sẽ cho anh một cái cảm giác khác đó, bất bình nữa, an đó. Thành thử ra nó không có bình thường. Vì vậy mà chúng ta phải tắm Phật. Cái chữ tắm Phật đó có nghĩa là chúng ta phải lấy cái nước của niệm, của định sối lên,
để cho bao nhiêu lớp bụi phiền não mà chúng ta hay sống theo khen chê buồn vui của cuộc đời này đó, nó làm cho chúng ta vững chãi trở lại, gọi là lễ mộc dục. Thì ngày xưa khi mà lên tấm Phật như vậy á, thì chúng ta có một cái bài kệ. Thì bài kệ tiếng Hán là Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai, Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ, Ngũ Trược Chúng Sanh Linh Ly Cấu, Đồng Chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân. Bài kệ này 12 câu mà chia làm 3 đoạn. Thì 4 cái câu đầu này trích ở một bài kinh khác, rồi 4 câu kế là ở một cái bộ kinh khác, rồi 4 câu kế nữa ở một bộ kinh khác. Thì bây giờ mình giải thích 4 câu đầu là: Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai là con nay được lấy nước tắm lên, xối lên trên người của Như Lai. Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ, có là trí tuệ quang minh công đức lớn. Như Lai là người có trí tuệ quang minh và công đức của Như Lai rất lớn. Còn chúng con đây là những người đang sống trong ngũ trược. Cuộc đời của chúng ta đây là có 5 thứ ô nhiễm. Chữ trược á, là dơ, người Bắc thường gọi là trọc, ngũ trọc. Ngũ trọc hay là ngũ trược có nghĩa là ô nhiễm, là nhiễm ô. Thì cái gì gọi là cuộc sống của nhiễm ô? Thứ nhất là kiếp trược. Đời sống này vốn là ô nhiễm. Và trong cuộc sống này á, nó có, trong cái cuộc sống này nó có 4 cái thứ phụ thuộc. Đó là kiến trược, cái nhìn cũng ô nhiễm. Có nhiều khi á, mình thấy người ta, mình chưa biết ta làm gì thì mình lại nghi sai cho người ta, gọi là cái kiến là cái thấy. Thí dụ như nãy có một vị, người ta để trên này một cái bao cúng dường, thì mình đi ngang mình thấy để đây không biết của ai mà chỗ này cũng không nên để như vậy, thì thôi bây giờ mình đem cất giùm cho, một lát mình hỏi coi ai sẽ là cái người chủ của cái bao thơ này, thí dụ vậy. Hay là mình biết ta cúng chùa thôi, mình cất lát mình đưa lại cho chùa. Thì vừa lấy bỏ túi cất thì cái người sau đi tới thấy, thì không hiểu người đó làm gì, nhưng mà nghĩ cái người đó ăn cắp, và nghi ngờ và bắt đầu đi nói những cái lời không tốt, thí dụ vậy. Cái đó gọi là cái kiến trược. Tức là ngay cái nhìn của chúng ta nó cũng ít khi nào nhìn bằng cái trong sáng. Thường thường quý vị để ý coi, mình hay nhìn người bằng cái cặp mắt thiếu thiện cảm nhiều hơn là có thiện cảm. Gọi là trong cái kiếp trược nó có cái kiến trược. Mà một khi thấy sai rồi á, thì cái gì nó sanh? Phiền não nó sanh, gọi là phiền não trược. Có ai ở đây mà tự nói trời tôi rất là vui vẻ tại trong người tôi nhiều phiền não? Không có. Nói bực lắm. Mà nhiều khi cái phiền não á, Pháp Hòa thường thường thưa với đại chúng và thường nhắc là đừng có hiểu là khi nào ai chọc mình giận mới kêu phiền não nha. Cái gì mà nó làm cho mình không bình thường cũng là phiền não hết, dù đó là một chuyện vui. Thí dụ như hôm nay mình gặp nhau vui quá, rồi chiều nay mình chia tay buồn rũ rượi, hình thức đó cũng là phiền não nữa. Tức là khi mà một khi tâm mình nó không còn bình thường thì gọi là phiền não hết. Thí dụ như giờ mình có 100 đồng, lỡ đi đường rớt mất có 1 đồng à, trời ơi, mà bình thường á mình cầm 10 đồng mình cho ngon lành vậy đó, mà mất có 1 đồng mà tức từ sáng tới giờ thì phiền não. Cho nên cái chữ phiền não là gì? Phiền não có nghĩa là khi tâm thức, tâm hồn của mình nó không ở trong cái trạng thái bình thường nữa thì đều là phiền não. Nhiều khi họ không chọc ghẹo gì mình mà cũng chẳng mắc mớ gì mình, chỉ cần thấy cái người đó ngồi thì thôi, cái nó nhìn ngồi, cái tướng ngồi thấy ghét là cái tướng ngồi thấy ghét đó là phiền não rồi đó. Hay là mình thấy người ta ăn cái món đó mà nấu không có đúng như cái cách của mình nấu, nấu thấy ghê là phiền não rồi đó. Người ta nấu được, ta ăn được. Có nhiều khi nó ngộ một cái là mình ăn vậy mà người khác ăn kiểu khác, cái mình nói ăn vậy mà sao ăn được không biết. Thì người ta ăn được rõ ràng mà tại sao mình phiền não? Mà hay mình hay ở trong cái trạng thái đó, cho nên cuộc sống của mình nó không có bình an là vậy. Chứ không? Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược.
chúng sanh trược. Chúng sanh trược có nghĩa là một cái đời sống của chúng sanh mình đó, nó nhiều thứ, nó cấu dơ. Rồi trong cái chúng sanh đó, là mình giữa con người với con người. Rồi trong cái kiếp trược nè, thiên tai nè, bệnh tật nè, đủ thứ hết. Không? Ngày nào lâu lâu vậy chừng không bao lâu cái nghe đằng kia khủng bố, đằng kia thế này thế kia, đủ thứ hết. Giống như có một cái, nhiều khi bây giờ mình đi đâu mình cũng không biết có an toàn không nữa. Thí dụ như trong một cái bưu điện là cái chỗ ít tranh cãi nhất, mà tự nhiên cũng có người cầm súng vô rỉa 6 người nhân viên làm chung với mình, rồi cái tự bắn mình chết luôn. Đó, chuyện đó cách xảy ra không bao lâu ở bên Mỹ, cái vùng đó. Pháp Hòa mới vừa đi giảng xong rồi Pháp Hòa lên máy bay đi về, thì chiều hôm đó ở đó xảy ra một cái vụ án như vậy. Thành thử ra cái kiếp trược, tức là cái đời sống của chúng ta, có nhiều cái bất an, thiên tai, bão lụt, khủng bố, kỳ thị, vân vân. Rồi nhiều khi á, chính cái đời sống nó bất an quá, nó làm cho con người phải thủ. Phải thủ, tức là làm sao? Phải làm sao dành cái quyền thắng lợi đó cho mình, lỡ cái chuyện gì nó xảy ra thì được. Cho nên cái chúng sanh trược đó là bắt đầu mình sống mà có mưu mô, có tính toán. Nhiều khi chung một nhà đó, ngay cả vợ chồng mà không tỉnh tưởng với nhau rồi là bắt đầu mạnh ai nấy thủ. Mình cũng phải nhét vài trăm ở đâu đó, đừng cho ổng biết. Rồi hàng tháng đưa tiền chợ ra mình cũng trích lại một chút để mình thủ chứ. Cái ông này tôi không tin ông nổi, cái bà này tôi không tin ông nổi. Tức là trong cái đời sống chứ chúng, ngay cả chúng ta những người thân với nhau, đôi khi cái niềm tin chúng ta không đủ thì bắt đầu chúng ta phải có những cái tính toán. Cho nên làm cho cái, mà thật sự đời sống mà nếu mà mình sống lúc nào cũng tranh thủ, cũng phòng hờ thì tự nhiên nó mệt mỏi. Mình không biết người ta làm sao, cho nên mình nói năng mình cũng mệt mỏi, mình gần gũi mình cũng mệt mỏi, là mình phải phòng thủ. Và từ đó kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, rồi cái thấy nó trược, thì tự nhiên mình có một cái mạng sống trược, gọi là mạng trược. Thì đời sống này có 5 thứ ô nhiễm. Chúng ta là những người đang sống trong cái hoàn cảnh ô nhiễm, mà không nhiễm cái này cũng nhiễm cái khác. Có người thì không nhiễm, mà không ở trong cái kiến trược thì lại bị phiền não trược. Mà thường thường là phiền não là do đâu? Do thấy nghe. Không thấy là nghe. Mình ở nhà mà không ai nói mình nghe, cái sao nó lâu quá, lúc nào cũng nghe tin tức gì, cái là mình cũng dở cái phone lên. Lúc này tôi không tới chỗ đó, chị thường tới có chuyện gì lạ không? Đó là mình cũng đi tìm cái phiền não cho mình. Mình cũng đi tìm cái phiền não, mà rồi cái người ta nói này nói kia, rồi bắt đầu mình nổi sân nổi si, mình lên mà hỏi phải của mình không? Không có. Chuyện ở đâu không à? Rồi nói như vậy. Sao thì mình mới thưa với Đức Phật, bạch Đức Như Lai, Ngài là người mà chúng con xưng tán Ngài là Như Lai. Bởi vì Như Lai nghĩa là gì? Như Lai nghĩa là cuộc đời có trôi nổi đến đi như thế nào, gọi là Lai, thì lòng chúng con bất động, gọi là Như. Cái chuyện Lai là chuyện bình thường của thế gian. Cái quan trọng là tâm mình có Như không? Chị coi đó, tháng rồi gặp tôi nó còn vui vẻ, tự nhiên từ nãy gặp tôi nó nổi bố lên. Đã là Lai chứ gì nữa. Mà tâm mình Như đi. Thôi kệ, người có lên có xuống, có lúc vậy đó. Nhưng mà rồi thôi. Hay có nhiều khi mình, cái người đó họ hay nói làm cho người khác buồn, cái mình khuyên sao? Trời ơi, cái anh đó đó, cái miệng ảnh vậy chứ cái tâm ảnh nó tốt lắm, nó bình thường, thôi đừng giận người đó làm chi. Đó, những cái lời khuyên đó gọi là Như. Bởi vì biết con người của chúng ta lúc nào sống và cuộc đời này nó lại. Đó, hôm qua mấy người hâm sáng nay mưa đó. Mà giờ mưa rồi mình làm gì? Không lẽ thông báo nó nghỉ tổ chức? Mưa cũng tổ chức mà tuyết cũng tổ chức. Tại vì cái chuyện thời tiết là cái chuyện lai, còn cái chuyện mình đã quyết định như thế nào là cứ như. Cho nên Như Lai là một cách tu tập, chứ không phải là một danh từ để chúng ta ca ngợi suông như vậy. Và chúng ta ca ngợi Đức Phật là đấng Như Lai, bởi vì tâm Ngài bất động.
Tại sao Ngài bất động? Tại vì Ngài biết quá rồi. Nó động chứ lát nó yên. Nó yên rồi lát nó động. Cho nên Đức Phật Pháp Hòa làm một cái bài kệ tán dương Phật. Phật tĩnh lặng ngồi yên và bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nếu ai cũng sống biết làm giàu chân thiện mỹ. Vì lai là cái chuyện của đời, còn phải làm sao cho tâm mình như. Cho nên mình mới tấm Phật. Đức Phật đứng yên là như. Còn nước gì mà có sối lên Ngài đó là Ngài cũng hiểu rồi. Cho trong kinh còn diễn tả là có hai cái dòng nước, một dòng nước nóng, một dòng nước lạnh xuống tắm cho Phật. Nói trời ơi chuyện này khó tin à. Ở đâu trên trời mấy con rồng chạy xuống rồi phun hai dòng nước tắm. Nhưng mà nhớ, nóng lạnh đó là tượng trưng cho thuận nghịch của cuộc đời. Thuận là nước lạnh, nghịch là nước nóng. Và cuộc đời này ngày nào chúng ta cũng bị tắm bởi hai cái dòng nước này. Sáng ra mở tiệm, hy vọng có khách vô, nói năng sao cho nó thuận chút, vô trả giá nguyên buổi, cái gì cũng muốn coi xong, cảm ơn đi ra. Trời ơi, tức chết. Mà người Mỹ là họ bình thường, tại họ, không có quan niệm cái đó là xui xẻo hay là mở hàng gì hết. Nhưng mà mình bị một cái quan niệm là mở hàng tầm bậy. Cái là ngày đó mà bỡ lỡ bán ế, cái bao đầu cái người cái lãnh đạn. Quý vị thấy không? Thành thử ra. Nhưng mà người Mỹ họ đâu có cái quan niệm đó, cho nên họ bình thản. Vì không có vướng vào cái quan niệm đó, cho nên họ như. Còn mình bị cái quan niệm vậy, cho nên tâm mình bất như. Cho nên mình khen Phật. Đức Thế Tôn là gì? Đức Thế Tôn là bậc Như Lai. Ngã kim quán mộc chư Như Lai. Hôm nay con được tắm cho Như Lai. Ngài là bậc trí tuệ quang minh công đức lớn, thì con cũng mong mỏi được trí tuệ quang minh công đức lớn. Chúng sanh đang chìm đắm trong trong ba cõi, ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, nguyện cho chúng con đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Đó là bốn câu trích ở trong kinh Công Đức Tấm Phật. Bây giờ tới bốn câu kế. Tỳ gia thành ly bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm, nhãn trung kháng tiếc trùng thiêm tiếc. Tức là mình khen Đức Phật ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ Ngài chưa từng sanh, ở nơi rừng Sa La Ngài chưa từng diệt. Không sanh không diệt thật là đấng cù đàm. Mắt rạng soi sáng soi không vẫn đục. Theo lịch sử, Đức Phật là một thái tử sanh tại thành gì? Thành Ca Tỳ La, trong hoàng cung thuộc con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Và theo phong tục Ấn Độ, một người nữ khi sắp sanh thì không được ở nhà chồng sanh, phải đi về nhà cha mẹ ruột sanh. Cho nên hoàng hậu Ma Gia cũng lên đường đi trở về cố hương của mình để hạ sinh. Thì trên đường đi, hoàng hậu cảm thấy mỏi mệt và sẵn đi ngang cái vườn Lâm Tỳ Ni có hoa đẹp tươi mát, cho nên hoàng hậu muốn xuống để mà nghỉ ngơi ở đó. Thì không ngờ đến nơi thì hoàng hậu chuyển bụng và sinh thái tử ở trong vườn Lâm Tỳ Ni. Đó là lịch sử đó, Đức Phật lịch sử đó. Và khi Ngài 80 tuổi, Ngài nói với các vị đệ tử là Ngài không muốn mất ở trong một thành phố. Ngài cũng không muốn, Ngài đi tìm một cái nơi nào nó có vẻ nó yên tĩnh một chút, thì Ngài mới đi về cái rừng Sa La. Và cây Sa La thường là mọc một cặp, cho nên chúng ta thường gọi là Sa La Song Thọ. Song Thọ tức là hai cái cây nó song song với nhau. Thì Đức Phật đến giữa cái cây sông, cây Sa La đó, Ngài nằm và Ngài an nhiên mất ở nơi Sa La đó. Cho nên khi chúng ta ca ngợi Đức Phật thì chúng ta thường nói Đức Phật sanh ở chốn Ca Tỳ La Vệ, thành Ca Tỳ La Vệ và nhập diệt ở rừng Sa La. Nhưng mà ở trong này, một vị tổ lại nói rằng
Tỳ gia thành ly bất tằng sanh, ở nơi thành Ca Tỳ La ngài chưa từng sanh, và hôm nay ở rừng Sa La ngài chưa từng mất. Tại sao ngài nói, tại sao tổ nói như vậy? Bởi vì cái sanh là cái biểu hiện, cái mất là cái ẩn tàng. Vậy thì sanh không thật sanh mà mất không thật mất. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị nhìn cái bình hoa này, quý vị thấy nó tươi thì chúng ta gọi là hoa đang biểu hiện, hoa đang biểu hiện cái nét xinh tươi của hoa. Nhưng mà hai tuần lễ sau hoa này héo và chúng ta kéo ra bỏ vô trong cái đống phân bón, thì hoa này bây giờ nó không còn biểu hiện là hoa đẹp, nhưng mà nó ẩn ở đây như là một biểu hiện trong đống rác để trở thành phân bón và nuôi dưỡng những cái hoa khác tiếp tục sanh. Cho nên đối với đạo Phật, sống chết chỉ là biểu hiện và ẩn tàng chứ không có gì đặc biệt. Cho cái người mà người ta liễu đạo là người ta không có đau thương, thì người ta biết sanh đây ẩn kia. Ví dụ nha, theo lệ là Pháp Hòa về đây là Pháp Hòa ở trọn 2 ngày, tức là thứ bảy và chủ nhật. Sáng thứ hai Pháp Hòa mới về, nhưng mà đột xuất là Pháp Hòa có một công việc gấp phải bay qua Mỹ, cho nên trưa nay sau lễ thì Pháp Hòa ẩn ở đây. Nhưng mà hiện ở đâu? Hiện ở Mỹ. Vậy thì cái ẩn và cái hiện của một con người á, nó rất là đặc biệt. Và thật ra mình có mặt chỉ để cuộc cái con người mình đây, do đất nước gió lửa hợp thành và để một kéo dài sống vài chục năm. Và Đức Phật cũng thế, Đức Phật cũng được cấu tạo bởi đất nước gió lửa rồi sống 80 năm. Và giữa vậy thì giữa thân Phật và thân của mình nó giống nhau ở cái chỗ là cấu tạo của bốn đại. Nhưng mà mình gặp nhau giữa Phật với mình ở một cái chỗ là mình biết dụng thân đúng. Có nhiều người người ta cũng có thân mấy chục năm nhưng mà người ta phí, sống mấy mươi năm nhưng mà không có lợi ích, không có gì hết, sống bỏ phế, sống không biết chăm sóc và sống không làm lợi, mà nếu không nói là làm khổ người ta nữa. Vậy thì Đức Phật cũng có thân, và Đức Phật đã dụng thân và cuộc đời Ngài một cách rất đúng. Ngài đã đem cái thân xác mấy mươi năm của Ngài để làm gì? Để cống hiến cho đời và làm bao nhiêu cái lợi lạc cho người. Chúng ta đây cũng thế. Đệ tử Phật là những người đang sống theo Phật và cũng muốn dụng cái thân này, dụng cái thân mấy mươi năm này làm cái gì đó lợi ích cho đời, cho người, theo khả năng của mình để không hoang phí. Cho nên ngày hôm qua mình học cái bài kệ mà xưng tán Phật đó, trong đó có một câu gì? Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Con là người năng lễ, Phật là người sở lễ, vốn giữa con với Phật cái tâm tánh vắng lặng. Và dù thân của Phật cũng sinh diệt, thân con cũng sinh diệt, nhưng mà con với Ngài đã gặp nhau ở một cái chỗ bất khả tư nghì, là cái chỗ cảm ứng đạo giáo. Ngài sống hơn 2000 năm trước, Ngài cũng muốn làm lợi cho đời, cho người. 2000 năm sau con cũng gặp Ngài ở cái điểm đó. Cho nên có một cái vị thầy đó, người ta mới nói đó: tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Thì nếu mà cô thương tôi, một mình tôi thôi, đó cái tiểu, cái đó tình thương của nhỏ bé. Nhưng mà bây giờ cô, tôi với cô không gặp nhau ở một cái điểm là tôi thương đại đồng, còn cô thương một cái, một con người, không gặp nhau được. Bây giờ cô muốn gặp tình yêu của tôi không? Cô hãy xoay chiều đi, tức là thay vì cô yêu con mình tôi, cô đừng yêu mình tôi, cô yêu chung cho tất cả. Thì cô với tôi sẽ gặp nhau ở một cái điểm, đó là gì? Sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Quý vị hiểu ý điều đó. Thì bây giờ Đức Phật cũng vậy. Cho mình ca ngợi Đức Phật,
Mình ca ngợi là Phật là người được con lễ, còn con là người lễ Phật. Và Phật với con tánh thường rỗng lặng. Cái sự vắng lặng của con với Phật giống nhau. Vì vậy mà con với Ngài được gặp nhau ở cái chỗ gọi là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Pháp Hòa nói ví dụ như là hôm nay Pháp Hòa có việc qua bên Mỹ để lo giúp đám tang, hay là tham dự một đám tang, hay là đi pháp thoại gì đó. Rồi quý vị ở lại đây, quý vị cũng làm cái việc là giữ chùa, lo chùa, cũng cùng một cái mục đích là Phật sự. Vậy thì chúng ta gặp nhau ở cái chỗ đạo cảm thông. Cho những cái người mà họ cùng một cái chí hướng với nhau, họ thông cảm nhau dễ sợ lắm, có phải không? Mà bây giờ Phật tử với Phật tử gặp nhau nói chuyện Phật. Còn hễ người nào mà ví dụ như hai người làm ăn với nhau, gặp nhau nói chuyện làm ăn, thì họ có cùng một cái tần số, họ gặp nhau họ bàn cái đó. Cho nên mình với Phật tâm tánh vốn vắng lặng, và sẽ được gặp nhau ở chỗ không thể nghĩ bàn, đạo cảm. Chữ nghĩa không nói được, mà không có thể lấy cái gì để ví dụ được. Giống như là mình trân trọng, mình quý mến nhau vậy. Mà cái bản tiếng Việt dịch rất rõ ràng. Bản tiếng Hán là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Thì năng và sở thì có nhiều người chưa hiểu. Cho nên Hòa Thượng Thiện Siêu Ngài đã dịch cái bản này ra tiếng Việt rõ ràng lắm. Phật là tượng trưng cho sở lễ, chúng sanh là năng lễ. Cho nên Ngài dùng là Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, thay vì tiếng Hán là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Thì Ngài đã dịch ra tiếng Việt rằng Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái chỗ mà tương ứng giữa con với Phật như là lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện trong đó. Mà nếu con đứng ở trong đó thì con cũng hiện ở trong đó, hào quang sáng ngời. Cho nên người ta lấy cái một cái lưới đế châu là những cái hạt châu hàng trăm viên vậy đó, mà một mình đứng thì thân mình nó ẩn hiện trong 100 cái viên đó. Mà một người cũng vậy, mà trăm người nó cũng ẩn hiện như vậy. Cho nên mình có cái sự ẩn hiện của nhau. Quý vị hiểu ý cái bài hôm qua mình học và hôm nay, nó cũng một cái ý như vậy. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, sa la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão Cù Đàm. Cù Đàm là họ của Phật. Họ của Phật là Gotama. Gotama. Còn cái chữ Thích Ca là dòng họ, dòng Thích Ca. Nhưng mà họ Ngài là họ Gotama, tên Ngài là Sĩ Đạt Ta. Và bây giờ á, mình gọi là Phật Thích Ca, có nghĩa là mình gọi cái dòng họ của Ngài. Đức Phật này thuộc dòng Thích Ca. Và bây giờ mình cũng làm bà con với Phật, cho nên mình nói con là thích gì đó. Thích diệu cảm, thích diệu ứng gì đó ha. Thì mình nhận mình là con của Phật. Cho nên Ngài Đạo An ở Trung Quốc, Ngài đã đề xướng ra cái vấn đề là các tu sĩ dùng chữ thích. Chứ ngày xưa không có. Ngày xưa lấy họ thật của mình để dùng. Thí dụ như Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa giới thiệu, nói dạ A Di Đà Phật, tôi là Huỳnh Pháp Hòa, tôi là Nguyễn Pháp Hòa, tôi là Trần Pháp Hòa, lấy cái họ của mình ráp chung với các pháp danh. Nhưng mà sau này Ngài Đạo An, Ngài đề nghị là bây giờ tất cả chúng ta đều là đệ tử Phật Thích Ca. Thôi thì bây giờ mình lấy chữ Thích Ca đó, mình ráp vô cái tên của mình, cho nên nó là thích, thích gì đó. Bất sanh bất diệt lão Cù Đàm. Rồi bây giờ bốn câu cuối nè. Kim triêu chánh thị tứ nguyệt bát, tịnh phạn vương cung sanh tất đạt, cửu long phúng thủy thiên ngoại lai, bổng túc liên hoa tùng địa xuất. Bốn câu này nói về lịch sử của Phật. Và cái câu là kim triêu là sáng nay. Sáng nay gọi là kim triêu. Sáng nay ngày mùng 8 tháng 4. Tại ngày xưa là lễ Phật đản là mùng 8 tháng 4.
Còn bây giờ là mình ăn sinh nhật Phật lớn lắm, ăn nguyên tháng luôn. Hết chùa này tới chùa kia mà. Pháp Hòa là còn đi tiếp tục lễ Phật Đản dài cho tới tháng 6. Đi giảng ở các chùa lễ Phật Đản dài cho tới tháng 6. Bữa nay ở đây xong rồi đi Cali, Cali về rồi thì chuẩn bị đi Toronto. Từ Toronto về được có ngày đi qua Denver, đi dài cho tới tháng 6. Kim Triêu sáng nay, Chánh Thị tức là đúng ngay ngày mùng 8 tháng 4. Kim Triêu, Chánh Thị, Tứ Nguyệt Bát. Tứ Nguyệt là tháng 4, Bát là mùng 8. Tịnh Phạn Vương Cung sanh Tất Đạt, tức là ở hoàng cung của vua Tịnh Phạn sanh một thái tử tên là Tất Đạt Đa. Khi thái tử sanh ra, theo truyền thuyết nha, có 9 con rồng từ ở bên ngoài, ở trên trời xà xuống tắm cho Phật. Cửu Long Phúng Thủy Thiên Ngoại Lai. Rồi ngài đi, ngài bước đi thì ở mỗi bước chân của ngài á có một hoa sen đỡ chân. Bỗng túc liên hoa tùng địa xuất, tức là liên hoa từ dưới đất mọc lên. Nghe xong mình nói trời, cái chuyện này tôi không tin nổi. Thì cũng thưa đại chúng, tất cả những cái hình ảnh đó đều là biểu tượng. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa vậy đó. Nước là tượng trưng cho những thuận nghịch trong đời, mà đối với một Đức Phật thì sao? Bình an. Và ngài cất bước chân đi đó để biểu tượng lên rằng nó có nhiều ý. Và trong đó có một cái ý là trong những người đệ tử của Phật, Đức Phật có 7 chúng, gọi là thất chúng đệ tử, sẽ đưa cái giáo pháp của ngài đến 4 phương. Mà trong kinh nói là ngài không phải đi có 1 phương đâu nha, đi 4 hướng, đông tây nam bắc. Rồi cuối cùng đứng lại, đến cái thứ 7 dừng lại, một tay đưa lên trời, một tay đưa xuống đất, tuyên bố một câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời có ta là trên hết. Thì cái chữ ta này đừng có hiểu là Phật tự xưng, mà cứ chữ ta này Đức Phật muốn nhắc chúng ta đó. Cuộc sống này, trên trời dưới trời này, không có cái gì nó quan trọng bằng, nếu mà nói theo chữ nghĩa đó, thì là cái ta là cái ngã. Cái ngã của mình đó, cái là cái ngã mạng á, tức là cái mà chúng ta thường tự xưng mình á, nó nguy hiểm lắm. Người ta tu trọn đời mà chỉ cần một chút tự hào về con người mình thôi thì nó cũng tổn giảm, chứ không có gì quan trọng. Còn nếu muốn nói cái ngã nữa là cái tự do của một con người. Chữ ngã ở trong cái nghĩa đẹp á, nó là tự do, tự tại, không có bị những cái ràng buộc. Thì cái bài kệ đó 12 câu, 4 câu đầu là trích ở trong kinh Công Đức Tấm Phật. Tỳ gia thành ly bất tần sanh đó, cho đến cái chỗ gọi là ngã kim nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tiết là 4 câu của một vị tổ. Rồi 4 câu sau trích ở trong một cái bài kinh gọi là Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn, nói lên cái sự kiện Đức Phật sanh ra đi 7 bước. Thì hôm nay chúng ta tắm Phật á, thì chúng ta lấy cái ý: hoa là tượng trưng cho giới, nước là tượng trưng cho định, Phật là tượng trưng cho tuệ. Muốn tuệ phát thì phải lấy giới, lấy định để làm chuẩn. Muốn tâm hết phiền não thì có giới, có định. Thí dụ á, bây giờ á, cuộc sống của mình không có muốn có phiền não buồn bực thì mình phải giữ giới. Ai tệ lắm mà giữ 5 giới, khá khá giữ 4 giới. Nói trời ơi tôi mệt ghê vậy, tối ngày người ta cứ phone tôi, người ta biểu đính chánh chuyện này đính chánh chuyện kia, là tại vì mình không tu cái khẩu, mình không có chịu tu cái khẩu, cho nên mới cứ nói tới nói lui rồi nó sanh chuyện. Thôi bây giờ tu khẩu cái phiền não nó không có, mình không có nói nữa cái không ai kiếm mình nữa hết đó. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên phiền não sanh là bởi vì mình có những cái phụ tùng mà phiền não.
Cho nên tu giới nào là giải thoát giới đó. Cho nên chữ giới dịch là gì? Chữ giới nghĩa là biệt giải thoát. Anh tu được giới nào, anh giải thoát giới đó. Thí dụ trong năm giới, mình không ăn cắp, chẳng bao giờ sợ ai phòng ngừa mình hay là bị bắt bị gì, tại vì mình có giữ giới không ăn cắp. Thì không ăn cắp là liền giải thoát giới không ăn cắp. Rồi mình không có tà hạnh, tức là không quan hệ tình cảm với người khác nếu họ không phải là những người vợ hay chồng của mình. Mình không có không có liên hệ và có cái tính cách như là mình làm đổ vỡ hạnh phúc của gia đình người khác, thì mình không sợ người ta làm những cái việc bất chánh đối với mình. Cho nên giữ giới nào thì giải thoát giới đó, cho gọi là giới. Người Trung Hoa dịch là biệt giải thoát. Thì qua cái bài kệ này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là chúng ta học được mấy cái ý ở trong này. Cái ý thứ nhất á, là cuộc đời này á, nước thuận nước nghịch nó cứ xối mình mỗi ngày, nhưng mà làm sao mình được cái chuyện gọi là Như Lai. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta thấy rằng á, Phật với chúng ta thường hay nói là như nhau dọc mũi ngang mày. Chư Tổ thường nói vậy đó. Như mình với Phật á, giống nhau ở cái chỗ là cái lỗ mũi nó dọc mà cái chân mày thì nó ngang, gọi là như nhau dọc mũi ngang mày. Nhưng mà kẻ phàm kẻ thánh cả hai chẳng đồng. Mình với Phật á, cũng giống nhau là dọc lỗ mũi ngang cái chân mày, mà có người sống như thánh mà có người sống như phàm, cho nên nó không đồng. Cũng giống như tất cả chúng ta, có những người đời sống rất thánh mà có những người đời sống rất phàm. Chính vì vậy mà cuộc đời này nó luôn luôn nó là cái sự ô nhiễm. Hỏng chuyện này cũng chuyện kia, hỏng chuyện kia cũng chuyện nọ, tới hoài mà. Quý vị đi, mấy chục năm mình sống ở đời này, có năm nào mà bình lặng không có chuyện không? Không thiên tai, không lũ lụt, cũng cháy rừng đấy. Cali đang cháy rừng, ở Mỹ đang cháy rừng, nóng quá. Rồi hạn hán. Ở bên Mỹ là có những cái vùng là mình không có được tưới nước, là muốn lúc nào tưới cây là phải có ngày thứ ba là khu này nè, thứ tư khu khác. Mà cái khu của mình không phải là tưới ngày thứ hai mà cầm nước tưới thứ hai, mà cái đồng hồ mình nó báo là city phạt, ví dụ vậy. Cho nên mình học được Như Lai. Rồi cái nữa là mình học á, cái thân này mặc dù là thân tứ đại giả hợp nhưng mà nó diệu dụng lắm á. Cái thân này nó diệu dụng lắm, mặc dù nó giả nhưng mà nó diệu dụng. Nó diệu dụng mà cái quan trọng là anh biết dụng nó không. Thí dụ như bây giờ mình có hai bàn tay, thì hai bàn tay này nó màu nhiệm lắm. Nó có hai bàn tay mà nó làm được hàng trăm thứ, hàng ngàn thứ việc. Cầm búa đóng đinh được, nhồi bột làm bánh bao được, chắp tay xá anh ta được, làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà nếu mình không biết diệu dụng nó thì hai bàn tay này mấy mươi năm không biết làm gì hết, ngoài chuyện là đeo vài chiếc để chơi cho nó vui vậy. Thí dụ vậy. Và cũng như mình có cái cặp mắt, mình có cái miệng để mình ăn và mình nói. Ăn thì biết rồi đó, nhưng mà nói thì không biết. Thành thử ra mình học làm sao để mình nói nó mang cái diệu dụng đến cho người. Cho nên mới có cái câu á, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Mặc dù ở trên cái mặt tướng là có cái thân như vậy, nhưng mà ẩn tàng ở trong cái thân tứ đại giả hợp đó có một cái tâm tĩnh lặng mà mình Phật giống nhau. Mà nếu mà mình biết ứng dụng thì mình và Phật sẽ gặp nhau ở một cái chỗ là bất khả tư nghị. Cho nên Tổ mới nói cái câu là tỳ gia thành ly bất tằng sanh, Sa La Thọ Giang bất tằng diệt. Chưa bao giờ sanh mà cũng chưa bao giờ diệt. Vì sao? Bất quá là ẩn và hiện mà thôi. Thí dụ bây giờ mình còn sống nha, mình hoạt động, làm việc này việc kia là biểu hiện. Có khi mình biểu hiện làm thầy, làm cô, làm cha, làm mẹ, làm chị, làm anh. Vậy thì rõ ràng ở trên con cái thân này chúng ta đã biểu hiện một cách rất linh động. Một lúc nào chúng ta chết, chúng ta nằm đó không nhúc nhích nữa,
thân và tâm nó ngưng làm việc hết, thì chúng ta thường gọi là chết. Thì nghĩa là chúng ta ẩn tàng, để rồi đủ duyên chúng ta làm sao sống lại. Sống lại là chúng ta thọ thân khác. Bây giờ Pháp Hòa nói mầu nhiệm nữa. Cách đây hơn một tuần, coi như hai tuần đi, bà cụ Diệu Đức, phải Diệu Đức không? À, mất. Vậy thì quý vị thấy là bà mất, có nghĩa là bây giờ mình không còn thấy bà nữa. Nhưng mà nếu mà nhìn với cặp mắt mà sáng suốt bằng trí tuệ, là mình thấy bây giờ bà đang sống mầu nhiệm, không phải bằng một thân mà bằng hàng mấy chục cái thân của con cháu của bà. Vì dòng máu của bà đang ở trong mỗi người con người cháu của bà hết. Vậy thì bây giờ mình nhìn 10 người con của bà là mình thấy có bà trong đó. Mình nhìn 50 người cháu của bà là mình sẽ thấy rằng bà có trong 50 người cháu đó. Cho nên bây giờ bà sống một cách mầu nhiệm, không bị lệ thuộc ở một thân nữa, mà bây giờ bà đang hiển hiện, đang biểu hiện ở trong mỗi hình tướng con cháu của bà. Một lời dạy của bà thôi, bây giờ con cháu còn nhớ hết. Như vậy rõ ràng bà đâu có chết. Với cái nhìn của người giác ngộ là ông bà mình không có chết. Còn nếu có chết là chết cái thân tứ đại thôi. Nhưng mà lời dạy, tâm hồn, cách sống không có chết, vẫn còn trong mỗi người con người cháu. Mỗi đứa cháu nó nhớ bà một chỗ. Con nhớ hồi đó bà dạy con câu này, con nhớ ngày xưa bà dạy con câu kia. Bà rất dễ thương ở chỗ này, bà rất dễ thương chỗ kia. Bà dạy rồi bây giờ mình sống, mình ứng dụng, không có mất. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa làm thị giả cho quý hòa thượng đó, mà những câu gì mà quý ngài dạy đó, đến bây giờ quý ngài mất mấy mươi năm rồi mà chưa bao giờ câu đó nó được quên ở trong Pháp Hòa. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa qua bên nước Canada, Pháp Hòa ở rồi 30 năm, chưa bao giờ có dịp trở về thăm quê hương. Và cũng một lần đi rồi thì chưa bao giờ được gặp lại quý ngài. Nhưng mà quý ngài đang sống trong con. Tại vì lời dạy của quý ngài, con đang sống, con đang thực hiện vậy, thì quý ngài đang hiện hiện trong con, mà không qua hình tướng quý ngài, mà qua cái tướng của con. Vậy thì ông bà mình có mất mấy mươi năm đi nữa, nhưng mà chỉ mất ở thân xác chứ không mất ở tâm hồn. Và vì vậy mà Đạo Phật gọi là sanh không thật sanh mà tử không thật tử. Nó chẳng qua nó biểu hiện ở một cái trạng thái khác thôi. Pháp Hòa nói quý vị mà nhồi bột nếp nè, rồi cũng một cục bột nếp đó đó, mà quý vị thả vô nước, quý vị luộc lên, rồi cái tháng nước đường gần cái kêu là chè trôi nước. Nó trôi lình bình trên nước kêu trôi nước. Rồi cũng cái cục bột nếp đó cho nhưng để vô hấp, rồi đè xuống cho miếng barofi lên chan nước mắm kêu bánh ít trần. Cũng ảnh đó nha. Nhưng mà ảnh bột nếp đó mà ảnh nhưng khác, ảnh đặt cái tên khác là ảnh có tên mới à. Nhưng mà rốt cuộc rồi hỏi gì trọng gì bột nếp. Rồi cũng ảnh đó nha, vò lại để vô lá chuối hấp kêu bánh ít. Rồi cũng cục bột nếp đó mà có nhân là chè trôi nước, mà không nhân nhỏ nhỏ kêu ỉ. Vậy thì quý vị thấy không, cũng nó thôi, nhưng mà nó biểu hiện. Nó biểu hiện. Rồi quý vị nhìn những cái lá cây ngoài sân nè, suốt 6 tháng qua mình không hề thấy chiếc lá. Nó có chết không? Không, nó ẩn ở trong đó đó. Vậy bây giờ mùa trời ấm áp trở lại thì nó làm sao? Nó hiện, nó biểu hiện. Nó biểu hiện sức sống của mùa hè qua cái lá cây mơn mởn xanh tươi. Rồi đến tháng 9 bắt đầu nó rụng dần, rụng dần, rụng dần. Nó chuyển màu và nó rụng, rồi nó không lên lá nữa. Bởi vì cái thời tiết không đủ để nó hiện, bây giờ nó ẩn. Đó. Rồi bây giờ mình thấy là, mình nói là cái cây này nó nuôi lá, nhưng mà thật sự lá có nuôi cây không? Có, nó tiếp xúc cái ánh sáng mặt trời để nó nuôi lại cái thân. Vậy thì thân này, cái cây nó nuôi lá, nhưng mà lá cũng nuôi cây. Con nuôi cha mẹ có nuôi con. Mấy mươi năm trước cha mẹ nuôi con, mấy mươi năm sau con nuôi lại cha mẹ. Đó là nuôi theo vật chất nha. Bây giờ nuôi nữa nè. Cha mẹ già thường mặc cảm. Con đừng có nói những lời làm cha mẹ mặc cảm, cha mẹ buồn, là nuôi cha mẹ. Nhưng mà ngược lại, cha mẹ phải thông cảm cho con.
ở đây nó đi làm nhiều lắm, rồi vợ chồng, rồi con cái, rồi công ăn việc làm, đôi lúc phải thông cảm cho con, đừng có khoan nhặt là nuôi con, không làm cho con đau khổ, stress, phiền muộn vì sự khó khăn của cha mẹ. Cho nên cái đó gọi là chúng sanh. Chúng sanh là duyên với nhau, chung với nhau, duyên với nhau mà sống, gọi là chúng sanh. Ngoài cái ngũ uẩn nó duyên với nhau, đây con người mình sống là mình là một chúng sanh, là tại vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó đang duyên với nhau. Cái ngũ uẩn này nó đang duyên với nhau để con người mình còn đang hoạt động đấy. Tư tưởng có suy nghĩ là La Hành nói. Rồi tư tưởng còn hoạt động cho nên người ta khen, người ta chê, biết hết, cảm nhận hết, rồi buồn vui theo nó. Nhưng mà tới hồi mà ngây đơ nằm đó, ai có làm gì làm, không biết gì nữa hết. Muốn khiêng, muốn giác, muốn đốt, muốn chôn, muốn làm gì làm. Cho nên ẩn hiện với cái nhìn của Đạo Phật, chẳng qua là đủ duyên thì nó hiện, không đủ duyên thì nó ẩn, vậy thôi. Bây giờ Pháp Hòa đến đây đủ duyên xong rồi, Pháp Hòa ẩn. Thấy không? Mùa Du Lan này Pháp Hòa sẽ hiện, hiện xong rồi Pháp Hòa ẩn. Nhưng mà ẩn ở chỗ này nhưng mà hiện ở chỗ chỗ khác. Vậy thì có sanh có diệt gì đâu. Chẳng qua là đủ duyên và để chúng ta ẩn và hiện mà thôi. Hiểu như vậy thì tự nhiên thì đời này nó có lai kiểu nào đi nữa, nhưng mà tâm mình thì sao? Như được như vậy cái là mình đệ tử của Như Lai. Mà lấy nước mà xối lên như vậy có nghĩa là rửa đi những cái chấp trước phiền não, cái bình thường đó, để cho một Đức Như Lai hiện lên. Cho nên tượng Phật đứng ở trên thao nước là tượng trưng cho để cho Đức Phật đó đứng lên vững chãi ở giữa những cái dòng nước thuận nghịch. Trời ơi, có người lên ba gáo nha, có người xối ngay vai, có người xối ngay đầu mà đứng chịu trận vậy nè, mà không phải một nguyên một tuần lễ như vậy đâu. Thì cuộc đời này cũng vậy. Người nào mà không thương, người nào mà nhẹ tay xối ngay vai, tức là đánh mình đánh ngay vai. Người nào không thương thì đánh đâu, đánh ngay mặt. Thôi thì cái nào cũng cái đó. Ở đây Pháp Hòa ví dụ vậy để muốn nói rằng khi chúng ta tắm Phật là biểu tượng Đức Phật là cái tâm thanh tịnh vững chãi nơi mình. Và nếu chúng ta muốn sáng suốt tĩnh lặng thì chỉ cần chúng ta có cái giới, cái niệm, cái định thì tự nhiên cái tuệ nó sanh. Và bài kệ quý vị tụng đó, bốn câu thôi, bốn câu đầu đủ rồi. Con nay được tắm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Cái bài dịch rất hay, dịch từ cái bản tiếng Hán: ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh linh ly gấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Và một vị thầy, một vị hòa thượng Việt Nam ta dịch bốn câu này ra tiếng Việt rất hay: hôm nay được tắm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng qua cái ý nghĩa tấm Phật và bài kệ tấm Phật này. Mong tất cả chúng ta sau này mỗi khi chúng ta làm lễ tấm Phật hay đọc những bài kệ đó thì chúng ta hiểu được cái nghĩa sâu sắc, hay là khi chúng ta đối diện với cuộc đời thì tự nhiên chúng ta sẽ có những hình ảnh trong Phật giáo qua cái lễ tấm Phật này, hay qua những danh từ như là Như Lai hay là sanh diệt, để tự chúng ta hiểu rằng chúng ta là một con người tự do không ràng buộc. Tự do không ràng buộc gọi là ngã, thấy không? Mà một trong bốn đức của Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Niết Bàn là ngã, nghĩa là có sự tự do không ràng buộc. Tâm ta không ràng buộc là có Niết Bàn. Không có sân là Niết Bàn. Cho nên hỏi Niết Bàn dịch là gì? Niết là không, sân là bàn, không sân là Niết Bàn. Niết là không, si là bàn, Niết Bàn là không si. Không tham, không sân, không si là trạng thái của Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn không có chỗ tới. Niết Bàn là trạng thái của tâm. Chúc đại chúng an vui. Mà đại chúng ta cùng hồi hướng và sau đó chúng ta sẽ cùng cử hành lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Please join your palms so we will share the merits today.
to all the living beings, and after that join us for the celebration. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.